Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện Góc Nhỏ Chuyện Tiên Hiệp Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 115 Của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư Được dịch và phát duy nhất trên kênh Thiện Góc Nhỏ Chuyện Tiên Hiệp Các bạn nhớ nhấn like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ Góc Nhỏ nha Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha Rồi, chúng ta bắt đầu nội dung của tập 115 Của bộ truyện Chạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư Quay dòng diễn đọc của cao minh thiện nhé Ba vị ma thần kinh ngạc Nhìn pha ma thần kia cái ô phóng lên trời cao Chúng ta không phải là quỳnh đệ của hắn sao Ba vị ma thần kia vẫn còn có một chút mê man. Gạo tình của chúng ta mới dặn năm rồi Sao chưa từng nghe nói qua Hắn còn có một huynh đệ kết bái nữa chứ Tụ gì của hắn Sao lại cho nên cường đại như vậy chứ Ba tu ma thần Cảm nhận được lực lượng cường đại Đột nhiên bọc phát khi mà Phan ma thần độn không mà đi Điều tự hoảng sợ Bọn họ rõ ràng cùng nhau chấn thủ Kiến một thành Cùng nhau hưởng dụng hương khói Cùng với cung phụng của Lê Dân như thế nào pha ma thần đột nhiên mạnh mẽ như thế tổ đình bất cực đế tọa trên một mảnh hoang nguyên rộng lớn bốn pho tượng đá vĩ đại vượt qua núi non sừng sững đứng thẳng trong lúc bắt chợt mi tâm của bốn pho tượng đá có bề mặt đá nổ tung bồng chóc từng con mắt dựng thẳng đứng lộ ra ánh mắt dựng thẳng lưu chuyển trong khoảnh khắc quanh người bốn cái pho tượng đá này hóa thành thân thể huyết nhục mỗi người phóng lên trời cao. Hẳn bất nhận, mà linh gia tứ hùng chúng ta cũng không thể bất nghĩa. Hừa thiện tồn dù sao cũng phải chết, nhưng mà phải chết trên tài của linh gia tứ hùng của chúng ta. Nương theo bọn họ bay đi, bốn phía núi rừng từng ngọn núi nổ tung, trong sơn thể, kiếm như là du lông, đòn thì như là huyền tháp, sông đao như là cái cánh, Cung bổng tấn thiết đúc chán kiện như là núi non. Bốn kiện trọng khí hóa thành lưu quan đuổi theo linh gia bốn huynh đệ. Hứa ứng phù phù một tiếng ngã vào trong chướng tam thiên quan. Hắn sai sức chảy dụa, muốn đứng dậy một lần nữa đã không còn khí lực. Ngủ tuyệt tiên vương tạo thành thương tích cho hắn, không chỉ là da thịt bị thương tích. Ngủ sắc tiên quan chặt đứng ngủ nhạc tiên sơn trong cơ thể của hắn làm cho khu vực hy di của hắn Chảy rộng vết thương Các cạnh giấy của hắn Bị đánh cho rách nát Sáu đại bí tàng cùng với đồng thiên Cũng bị đánh cho rách nát không chịu nổi Khi đồng thiên vận chuyển Thậm chí là có thể nhìn thấy được Tình huống của bí tàng Về phần Ẩn cảnh tìm ẩn địa của hắn Cũng gặp phải trọng thương Cấu thành ẩn cảnh tìm địa Chính là đạo tượng Hắn còn tưởng tượng được các loại đạo tượng cũng đã bị san bằng phía sau hắn thiên đạo thần nhân đã tán loạn tạo thành thần nhân thiên đạo lực nghiền nát thậm chí là ngay cả bồng lai cũng khắp nơi đều là khu vực thiên đạo dị thường thiên đạo bị ô nhiễm không cách nào cung cấp cho hắn càng nhiều lực lượng nữa hắn đã sơn cùng thủy tận ngũ tuyệt tiên vương thấy hắn mấy lần muốn đứng dậy Điều không thể đứng lên được trong mắt lóe ra cái khoái ý hoang mang đệ cửu tiên vương vẫn chưa có từng ra tay thế thế kệ như mày nói đủ rồi ngủ tuyệt cho hắn thống khoái đi ngủ tuyệt tiên vương liếc hắn một cái thản nhiên nói gây đồng lòng chết ấn rồi sao hắn không chết được nằm đó chúng ta đã thứ qua rồi dùng tử u minh đào của đế quân cũng không giết được hắn. Cái điểm thương này, nhiều nhất chết chính là thân thể nguyên thật của hắn mà thôi. Ta ngược lại, cảm thấy là đế quân lần này đưa đến hạ giới cửu thiên thập địa diệt tuyệt đại trận. Nói không chừng cũng có thể luyện chết hắn đấy. Dù sao thì đế quân hơn 4 vạn năm nay cũng không có nhà rỗi. để cửu tiên vương thấy hắn còn muốn tiếp tục thì ho khăn một tiếng nói. <laughs> Đạo hữu Đêm dài lắm mộng Hứa ứng tuy rằng không đáng lo Nhưng mà tiểu thiên tôn kia Thường thế đã hồi phục Chỉ sợ là sinh ra chi nhánh đất Ngũ tuyệt tiên vương lẫm liệt Tiểu thiên tôn là nhân vật Ngay cả hai đại tiên vương bọn họ liên thủ Cũng không đủ để bước lui Chiến lược thật là mạnh mẽ Nếu không phải là cửu chuyển huyền công Của tiểu thiên tôn có sơ hở Hơn nữa sơ hở đã sớm bị bọn họ tìm ra chứ sao là trận chiến kia của bọn họ đáng kiếp nạn chạy thoát tiên quan ngủ sắc phía sau ngủ tuyệt tiên vương bay xa chém về phía hư ứng lúc này đây hắn không chỉ là muốn chém thân thể của hư ứng mà còn phải chém nguyên thần của hư ứng đem hư ứng đánh cho về trạng thái bất diệt chân linh quái nhãn khắc hư rủ xuống giống như là muốn ở tử vi tàn cảnh ngũ sắc tiên quan tự tách trong nhà mắt bay ra sau một khắc liền đi đến trước tam thiên quan quế nhãn khắc hư rủ xuống giống như là muốn đặt ở tử vi tàn cảnh ngũ sẵn thiên quan tự trách ở trong mắt bay ra sau một khắc liền đi đến trước tam thiên quan đột nhiên tiếng kiếm mình thành thủy vang vọng khắp thiên địa kiếm quan sáng ngời làm cho người ta chỉ cảm thấy trước tam thiên quan còn có ngàn ánh mặt trời đồng thời sáng lên chiếu trời đến bầu trời tuyết trắng đầy trời không có bất kỳ bóng dáng nào cả. Một cái áo vải dày mang đạo nhân xuất hiện ở trước Tam Thiên Quang. Trong tay kiếm quang diệu tổ đình, phong mang chuyển lộ cùng chặt đứt ngũ sắc tiên quang. Đạo nhân kia bị chấn đến khí tức bất ổn, lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn về phía hai đại tiên vương ở trong quái nhãn khắc hư. Hứa ứng gian nan ngẩng đầu, tầm mắt mông lung Chỉ cảm thấy đạo nhân này hình như là đã gặp qua rồi <laughs> Liệu Ngủ liệu đạo nhân Không Đừng đừng, đừng có đi Hắn dựa tay lên Muốn cảnh cáo đạo nhân này Ngủ tuyệt tiên vương cùng với đệ cửu tiên vương Sống vai mà đứng Từ trên trời cao nhìn xuống đạo nhân này Mỗi người lộ ra một vẻ kinh ngạc trong thủ định người có thể ngăn cản một kích của tiên vương Bọn họ đều nhận ra Dưới tiểu thiền tồn Chính là Diễm chân Quân Cùng với Thương Nguyệt chân Nhân Hai người này hơn phân nữa Có thể tiếp cận một kích của tiên vương Mà không chết Ngoài ra Chỉ còn có tổ định tứ thánh Bác quá đạo nhân này từ đâu mà tới đây Mà việc Lại có tồn tại mạnh mẽ như vậy sao Chúng ta Thế nhưng mà lại không biết Tiểu thiền tùng dấu giấu cào thú đáng tiếc đã đã muộn rồi ngũ tuyệt tiên vương giơ bàn tay lên đang muốn hạ sát thủ thì đột nhiên một thần ma cao lớn phát cái ô lớn các bước đi tới toàn thân gân thịt tràn ngập lực lượng nổ tung mặt mũi hung ác nhìn chăm chăm ngũ liễu đạo nhân lại nhìn hữu ứng ngã xuống đất không dậy nổi một cái hừ đáng đời hung thần ác sát xây người lại cùng với lực ngũ liễu đạo nhân đứng chung một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía ngũ tuyệt tiên vương ngũ tuyệt tiên vương hơi ngẩn ra khí tức hung thần ác ma này mạnh mẽ không hề thua kém đạo nhân vừa rồi lúc này lại có một thân ảnh cao lớn là càng thêm cao lớn đi tới mi tâm cực kỳ sáng ngời quang mang trói mắt chiếu rọi từ hồ lại ngay cả kiếm khí trong tay của ngũ liễu đạo nhân cũng mất đi màu sắc Linh gia tứ hùng Phan Ma Thần hướng bốn huynh đệ một ngụm biểu thị ý kính sợ. Bốn huynh đệ linh gia đồng loạt nhìn hắn, cho mắt hung quang đại tác. Phan Ma Thần cầm ô hỗn thiên nặng nề dừng lại, cười nói. <cười> Nằm đó không đánh đủ, thêm một trận nữa không? Linh gia lão đại chính là người khổng lồ khuyên bảo, chờ ứng thức tỉnh ký ức kiếp thứ nhất trời hãy giết hứa ứng âm trọng nói tiểu phàm ngươi là lấy thân thể phàm nhân tu thành cự linh mà bốn quân đệ chúng ta trời sinh cự linh người vẫn còn nhỏ bé trước mặt của chúng ta hôm nay bốn quân đệ của chúng ta không sợ đòi với ngươi sau khi đối phó địch nhân sẽ lại nói sau phan ma thần đang muốn nói chuyện thì đã thấy huyền nhai tử đạo cốt tiền phòng than thờ hư đi tới mấy người đều có chúng kinh ngạc bất luận kẻ nào cũng có thể đến cứu hứa ứng duy chỉ có huyện nhai tử sẽ không tới bọn họ hơi đều nghe nói huyện nhai tử có một gian mật thất trong mật thất đều là thảo nhân trên người giấy này có viết đầy chữ hứa ứng huyện nhai tử mỗi ngày đều đi vào trong mật thất đâm thảo nhân đánh tiểu nhân Huyền Nhai Tử đối với hư ứng, hận ý kéo dài, làm sao có thể tới? <laughs> Nếu hắn chết với tật của kẻ khác, Thảo Nhân bốn vạn năm của ta đâm liên tục, chẳng phải sẽ không cộng sao? Huyện Nhai Tử cười nói với bọn họ, ngũ tuyệt tiên vương quát. Các ngươi là người ở phương nào? Ngũ liễu đạo nhân, Huyền Nhai Tử, Phan Ma Thần cùng với Linh và Tứ Hung, đồng lọt nhìn về phía hắn, mắt lộ ra hung quang. Đột nhiên, ngũ liễu đạo nhân gào thét mà lên, nhìn đón cái con quái nhãn của khắc khư vọt tới. Kiếm trong tay tỏa sáng, ngũ tiệc tuyên vương, cười lạnh một tiếng, nằm ngón tay xoay ra, ngũ sắc tiên quan phía sau mãnh liệt, hóa thành năm đạo kiếm khí thô to, đánh về phía ngũ liễu đạo nhân. Kiếm quan mang ở trong tay của đạo nhân kia có vạn trưởng, nhìn đón ngũ sắc tiên quan. Trong lúc nhất thời kiếm quan trên không trung, ngũ sắc quan mang va chạm với nhau, tự như là thiên nữ dương hoa. Màu sắc đầy trời sạc sở, nhào nhào tung bay, nhìn như là mỹ lệ, sát khí ẩn giấu. Thế công của ngũ liễu đạo nhân dần dần bị cản trở, ngũ tuyệt tiên vương mỉm cười, tế trận độ lên. Ngũ tuyệt trận độ bộc phát, Hướng đến ngũ liễu đạo nhân bao phủ Nhưng vào lúc này phong ma thần ở bên cạnh Của ngũ liễu đạo nhân vọt tới Cười ha ha Trong tiếng cười thì hổn thiên bảo ô chuyển khai Bảo ô này không biết là Lấy từ nơi đâu ra Bảo ô rách nát Khắp nơi đều là dấu vết tu bổ Nhưng mà khi hổn thiên bảo ô mở ra Thì toàn bộ bầu trời Thậm chí là tấp nập đều ở dưới ô Thậm chí là ngửa đầu nhìn lại có thể thấy được đầy trời tinh hà ở trong bảo ô xây trò chạy xuôi ngủ từ chặn đồ rầm rầm bay lên một tiếng rơi vào sâu trong bảo ô không biết tùng thích tiền khí cứ thể đại cổ sứ ngủ tuyệt tiên vương trong lòng khẽ chấn động thập chí trọng lâu trong tay của nguyên thần cũng rụt rịch suýt chút nữa bị hỗn thiên bảo ô lấy đi để cửu tiên vương nguyên thần cuối người Vương cái bàn tay chụp về phía Phan Ma Thần. Phan Ma Thần không cam lòng yếu thế, nhìn đón bàn tay của hắn. Hai người chướng lực giao nhau. Phan Ma Thần kêu lên một tiếng đầu đớn, bị đè đến không thể nhúc nhích. Linh và Tứ Hùng đột nhiên từ trái phải của hắn chạy ra. Con mắt thứ ba trong mỗi người, thần quan mãnh liệt hướng đến đệ cửu tiền vương bắt tới. Đệ cửu tiền vương một tay vẽ ra một quyển thái cực đồ án nhất thời vô số phù văn bay ra hình thành nên đạo thiên tạo thành thái cực độ nhật nguyệt luân chuyển ngăn cản tứ hung si 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 thái cực độ bị bốn đạo thần quang bắn xuyên tính cả bàn tay to phía sau thái cực độ cũng bị đánh ra bốn cái lỗ máu để cử tiên vương trong lòng cả kinh phan ma thượng nhân cơ hội này định lại pháp lực của hắn xông vào khắc hư nhưng mà hắn đối diện liền gặp phải ngũ tuyệt tiên vương thế khởi thập nhị trọng lâu trấn áp lúc thập nhị trọng lâu kia đè xuống thì môn hộ trong trọng lâu toàn bộ mở ra một đám lạc ấn hứa ứng từ trong đó giết ra đồng loạt xuất chưởng hướng phan ma thần đánh tới phan ma thần vô lực ngăn cản nhưng mà một lão nhân áo xanh đã đi đến đỉnh đầu của hắn đứng ở hơi trên trán của hắn thân thể của phan ma thần rộng lớn lão giả kia thì lại gầy yếu thấp bé nhẹ nhàng điểm lên trán của phan ma thần nhìn đón bàn tay 12 lạc ấn hứa ứng Chưởng lực 12 lạc ấn của hứa ứng hỗn hợp cùng một chỗ kinh người đến cỡ nào chỉ nghe bung một tiếng nặng nề vang lên thật lớn huyện nhai tử tiếp nhận cái cổ chưởng lực này làm cho đệ cửu tiên vương cùng với ngũ tuyệt tiên vương đều cả kinh <cười> <cười> cái lão nhân này tiếng một xấu xí là một người có pháp lực hùng hồn nhất trong số bọn ngọ đã tiếp cận được tiên dương rồi hai đại tiên vương trong lòng thầm kinh hãi một hai tồn tại lợi hại như vậy cũng thôi đi mấu chốt nơi này liền xuất hiện đến bảy người bảy người liên thủ tấn công hai đại tiên vương phối hợp chặt chẽ tự như đã sớm phối hợp vô số lần hai đại tiên vương càng chiến càng cả kinh bảy người này lộ xuống cùng với tiên đạo hệ thống bây giờ rất là khác nhau. Cùng bọn họ chiến đấu cực kỳ không được từ hương nhiên thì không nói đi. Thần thông của bọn họ đều rơi vào trên người, bị đạo thương rất khó luyện đi ở trong thời gian ngắn. Nhưng mà cũng may, nạp lần đô cùng với mọi người có quà già, chứ tiên sẽ về trừ quần tiên ở bồng lại, chém diện tiểu thiện tôn. Đệ cửu tiền vườn thầm nghĩ như thế. Trong quá nhãn của khắc khư chiến đấu dị thường kịch liệt mà ở phía dưới quái nhãn của khắc khư trận chiến vây quét bồng lai tiên sơn cũng đã đến hồi kết sở tương tương ngã xuống đất không dậy nổi nữa vì người ta kéo vào trong cung đám người viên tiên cương ra sức chém giết cũng khó khăn ngăn cản tiền thi không thể nào không lưu vào trong hỗn nguyên cung chúng tiên nhìn về phía rất là nhiều tiên thi đi vào trong hỗn nguyên cung trong lòng tuyệt vọng Thời gian dẫn chuyển Thời gian dẫn chuyển Trên trán của viên thiên cường Tốt ra mồ hôi lạnh rậm rạp Gấp đến sức đầu mẹ trắng Ta rõ ràng Đã tính đến cái lúc mà Thời gian dẫn chuyển Gặp hung quá kết Tại sao vẫn là một cái con đường chết vậy chứ Hắn nhìn về phía thần bà Đã thấy trung niên phụ nhân này Vẫn là như bình thường Trong lòng không khỏi khẽ động hắn lập tức nhớ tới trong cái cuộc chiến bồng lai rất ít thấy được thần bà ra tay chỉ khi có người sắp chết ra tay cứu viện nhưng mà lập tức liền không ra tay nữa lão sư Mình tính như vậy chẳng lẽ thật sự là có thể gặp hung quá cát sâu Viên thiên cường thầm nghĩ bồng lai tiên cảnh ở trên bầu trời nạp lan đồ rốt cục cũng đem cô xài tiên tử đánh cho bị thương nặng ở trong lòng vui mừng. Hey, bắt được nữ tướng này, ta liền có thể đem tiền đậu giao chi trả lại cho lão sư, để cho lão sư hàng phục địch nhân. Cô xạ tiên tử ngã xuống, tâm như là cho ta. <laughs> ta đã câu hết sức rồi. Đúng lúc này, một cái đuôi thô to bay tới, tiếp được nàng. Trên bầu trời yêu vân rung chuyển, nơi mây mù tản ra, có một con cự xạ vô cùng khổng lồ Hò cái đầu xuống Ánh mắt sâu kính nhìn chăm chú nạp lan đô à, chồng Trùng già thảo giả nhịn kìa á, Tiểu tử này có phải bị A ứng bóp cổ Dùng để quy hiếp để củ tiên dương kia hay không hả Con đại xà kia mở miệng người Nói hương phấn Mấy mù mở ra Lại có một cái chuông lớn bay tới Trong chuông truyền ra cái tiếng người Thật sự là hẳn á, À, ta còn nhớ rõ a à, ứng bóp cổ hắn còn để cũ tiên dương thì liền không dám đau đớn mà hạ sát thủ nạp lăng đô trong lòng lẫm liệt cười ha ha nói <laughs> thì ra các ngươi hả nếu là hứa ứng thì ta còn sợ hắn ba phần nhưng cái đám người bất quá chỉ là tọa kỹ cùng với pháp bảo bên người có hứa ứng ta sợ cái gì con đại xà cười nói <laughs> anh người lợi hại Chúng ta tự nhiên là không phải đối thủ Nhưng mà may mắn thay Chúng ta có thể giúp ngươi tìm thấy một đối thủ Thảo gia mời sau đây Nạp Lan Đô thầm nghĩ Thảo gia Là cái gì chứ Ở Thảo Hắn trừng tròn con mắt Chỉ thấy nơi mây mù mở ra Có một thiếu nữ cung trang chậm rãi đi tới Chính là hoa thất ảnh Của khắc hư hoa gia Hoa thất ảnh mỉm cười với hắn A ba, a ba Nạp Lan Đô trong lòng có một chút khiếp đảm Hắn cùng với hoa thất ảnh đích sáng có một chút chênh lệch Tuy rằng không lớn Nhưng mà chênh lệch dù sao cũng là chênh lệch Nhưng mà ngoan thất cùng với chuông lớn Đều có một chút khẩn trương Đối với Thảo Gia là cái loại hàng gì Thì trong lòng bọn họ biết rõ Thảo Gia đưa không chế hoa thất ảnh Cùng với Nạp Lan Đô đỏ sức ba hai chiều sẽ thất bại bị bắt đi. Nhưng mà mặc dù đổi lại là hoa thất ảnh cùng với nạp lan đô đỏ sức, chứ sợ là cũng không thể địch lại. Hoa thất ảnh không có thập nhị trọng lâu, lại thân bị trọng thương. Trận chiến này nhất định không phải là đối thủ của nạp lan đô. Đợi một lát nữa, cái sống dài mày đi lên, đánh không lại thì thả ưng trùng ra, ăn thịt ngùi Ngoan thất cùng với chu lớn tâm hữu linh tê đột nhiên chuông lớn rung lên ngoan thất há miệng rống to một cái chuông một cái xà dẫn đầu sức thủ trực tiếp lấy thiên đạo đạo tràng chấn áp xuống tính toán chấn trụ nạp lan đô nạp lan đô nguyên bản để phòng hoa thất ảnh đột nhiên không ngờ lại bọn họ ra tay trước như tợ bị lưỡng trọng thiên đạo tràng chấn trụ lại tốc độ ứng biến của hắn cực nhanh không nói một lời nào thúc giục giao trì thiên đạo chống phá thiên đạo đạo tràng của chuông lớn và ngoan thất. Nhưng lại thấy bóng người chợt lóe lên, hoa thất ảnh đã lớn thân đi tới trước mặt hắn, đầu gối hung hăng đụng vào hạ bộ của hắn. Nước mắt của nạp lan đô lập tức trào ra, một tiếng chuông lớn đạp vào trong trán của hắn. Nguyên thần của nạp lan đô bị đánh ra bên ngoài cơ thể, chuông lớn đang muốn một lần nữa oanh kích, thì chấn nát nguyên thần, thì đột nhiên tiên quan trong tiên quan giao trì, chấn động, như là cuồng bà hô tăng lên chu lớn kinh hãi nói Phóng trùng ra Mau phóng trùng ra Ngoan thấn hoảng sợ Ta không trắng ấp được trùng da tả ra là không có thu lại được Chuông lớn Đã bị pháp lực tăng lên đột ngột Của nạp đàn đồ trấn áp Lạnh lùng nói Phóng cũng Ngoan thấn há miệng phun ra Cái lồng giam tiên trùng bay ra Nhân tự tù tầng tầng lớp lớp được cởi bỏ tiên trùng đang gậm cắn ở phong ấn trong lòng giam nhất thời giật mình cắn mạnh một trận ở trong khoảnh khắc phân ra mấy vạn con sâu ông ông rung động bốn phương tám hướng nhào tới tiên trùng bay múa đầy trời cho những lời hướng nạp lan đô cùng với một đám tiên thi vọt tới thậm chí ngay cả chuông lớn hoa thác ảnh cùng với ngoan thất cũng ở trong danh sách thức ăn của chúng nạp lan đô thấy cái đám sâu bọ này cái thế đến hung ác không có một chúng hoang mang mà thi chuyển ra thần thông thiên hỏa đầy trời bao phủ cái đám côn trùng đang đánh tới hỏa thiêu sâu bỏ nó quá đơn giản nhất là dùng các loại pháp bảo thiên hỏa đến để phá giải cổ trùng chính là đúng bệnh mà hút thuốc nhưng mà thiên hỏa của hắn bay xa sau khi gặp phải cái bệ trùng này chẳng những là không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều tiên hỏa là nhanh chóng coi sút lại những tiên trùng kia thậm chí ngay cả tiên hỏa đều là gặm nhấm sau khi hấp thu được năng lượng bên trong tiên hỏa liền rung lên một trận lập tức chia ra làm hai tiếp tục gặm nhấm tiên hỏa tiên hỏa của nạp lăng đô cũng chính là một ngọn lửa bản thân chính là một đạo tượng hơn nữa phù văn tiên đạo và truyền thừa của tiên vương nó có uy lực rất là mạnh nhưng mà đối mặt với những tiên trùng này nó lại là vô dụng, lại trở thành cái chất dinh dưỡng để cho những con sâu này triệt để sinh sản. Sắc mặt của Nạp Lan Đô ngưng trọng, vội vàng thay đổi một môn thần thông, vùng tay lên, liền từ trong giao trị thiên đạo bay ra ngàn đạo vết kiếm khí. Kiếm khí lớn nhỏ chỉ khoảng hai tấc, tự như là ngân châm, dày đặc vô cùng, nghìn đón bày trùng bay đi. Kiếm khí rơi vào trên người của con trùng, bong bong rung động sau một khắc liền thấy con côn trùng này ôm những kiếm khí này gậm nhấm trong nháy mắt côn trùng lại nhiều hơn vài thành da đầu nạp lan đô tê dại phi thân bay lên rơi vào trong giao trì giao trì chi thủy xoay tròn vây quanh hắn hình thành nên từng con tiên quan thủy long xê quanh bay múa chung đàn nhau tới bị những tiên quan thủy long kia cuốn bay múa nạp lan đô thở vào nhạt nhõm nhưng mà lập tức trái tim lại vọt lên cổ họng Chỉ thấy cái đám trùng kia Thế nhưng ghé vào trên những tiên quan thủy long này Không ngừng gặm cắn <laughs> Mấy cái con sâu này Rốt cục là cái thứ gì vậy chứ Trong lòng hắn đã tuyệt vọng Tiên trùng ngay cả giao trì Và cái tòa tiên vương chi bảo này cũng gặm Chỉ là gặm vài miếng Nhận thấy gặm không nổi nữa liền đến gặm tiên quan thủy long Hiển như là Nạp lăng Đô bên trong thủy long cháu cũng lại càng thêm một chút mỹ vị. Nạp lăng Đô tận lực duy trì cái bầy rồng thủy long hình thành bảo vệ quanh thân, ra sức kiên trì. Nhưng mà làm như vậy, hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Để cho đến khi pháp lực của hắn hào hết, thì thủy long cháu đã bị phá. Hắn sẽ bị cái đàn trùng kia chen chúng bao phủ. Hắn nhìn về phía ngoại giới, chỉ thấy bốn phía đã là thiên hạ đại loạn. Những cường giả hoa gia kia Nghinh chiến bày trùng Căn bản là không ngăn cản được Thần thông thi chuyển uy lực còn chưa có nở rộ Đã bị ăn sạch sẽ Pháp bảo tế khởi Thương không tới bầy trùng mấy mây Mà lại bị bầy trùng này Ăn cái gì cũng không lưu lại Bầy trùng nhào đến trên người của bọn họ Nguyên thần trong khoảnh khắc liền Châm lỗ vết lét Biến thành một cái rây Nếu tiến vào trong thân thể của bọn họ thì lúc đầu còn có thể nhận ra được là một con người đang sống. Nhưng mà chỉ sau một khắc thì khu vực hi di cũng bị ăn không còn, từng mảnh cảnh giới cũng bị gặm sạch sẽ. Lúc bọn họ còn sống, có thể cảm giác được trong cơ thể của mình có cái gì đó đang ăn chính mình. Vô luận là tam muội chân hỏa hay là tam muội thần thủy cũng đều không thể giết hết, chứ có thể là chịu đựng tra tấn. Nhưng mà cũng may, chết cũng rất là nhanh khi mà nạp lan đô nhìn ra bên ngoài nhìn thấy những cường giả hoa da kia rất nhanh liền biến thành từng cái tấm da người mặc xiêm y từ trên không trung bay xuống da người mỏng manh nhìn thấu cả ánh sáng bên trong có vô số bóng ma nhỏ bé vô cùng bò tới bò lui lập tức ngay cả da người cũng bị ăn sạch sẽ xiêm y cũng không còn miếng nào chỉ còn lại cái đám côn trùng nhỏ như là khói bay ra đánh về phía mục tiêu kế tiếp trên bầu trời, từng thân ảnh điên cuồng chạy trốn, lập tức bị đám côn trùng như là bụi mù đuổi theo. Người ở giữa không chung điên cuồng vỗ vỗ, ở trên người dùng sức cào tới cào lui, thậm chí là có người không tiếng thiêu đốt cả bản thân. Nhưng mà, nhìn đón bọn họ đều là cùng một kết cục để côn trùng ăn sạch sẽ. Nạp Lan Đô hoảng sợ, chỉ thấy còn có tiên thi đang đánh vào trong bầy trùng, đó chính là thi thể của tiên vương. Thi thể vô cùng cường hoành Vô số sâu bọ nhào tới trên người Của những tiên thi này liền cắn cắn nhưng mà rất là có cắn được Tiên thi mặc dù đã chết Cũng có thể làm được tiên thi không lọc Không phải là những con sâu này Có khả năng gặm nhấm Nạp đàn đồ thấy thế Trong lòng bắt gián sinh ra một tia hy vọng <laughs> Thi thể của tiên Vương Có thể bảo toàn bản thân Như vậy ta còn có được con đường cứu rồi À, mọi người cứ qua gia Mượn thi thể tiên dương thi chuyển thần thông Nói không chừng có thể giết chết mấy cái con trùng này ơi. À. Hắn vừa mới nghĩ tới đây Đã thấy vô số con sâu Từ trong tay mũi miệng Của một thi thể tiên vương chưa vào trong thân thể Thi thể tiên vương kia thúc giục đạo pháp thần thông Hướng bầy trùng khác ra tay Ý đồ đánh bà hộ đánh chết cái con sâu Đích xác Có không ít sâu đã chết trong tay của hắn nhưng mà rất nhanh thân thể của hắn liền trước sau sáng bóng bầy trùng từ bên trong đó ăn sạch sẽ ra bên ngoài qua một lát thi thể tiên vương liền chỉ còn lại có một cái túi da không cách nào mà bị gặm nấm nữa cùng với một bộ xương trắng trong túi da những thứ khác thì cái gì cũng không còn lại bầy trùng lưu luyến mài răng ở trên xương trắng mà cho đến ánh lửa văng khắp nơi thì lúc này mới nhau nhau vỗ cánh mà lên từ trong lỗ tai và tai mũi miệng của tiên vương bay ra Nhào xuống mục tiêu kế tiếp Trong lòng lạp đăng đô một mảnh lạnh lẽo Đây rút cục Là quái vật gì vậy? Quần thể côn trùng lục thân không nhận Còn có một bộ phận côn trùng đánh về phía hoàng thất chuồng lớn hoa thất ảnh Cùng với côn xạ tiên tử vẫn còn đang hôn mê Hoàng thất thấy vậy vội vàng đem mọi người thu đàn một chỗ thu nhỏ là thân hình đem mọi người bảo vệ ở hơi tránh giữa Trường lợn trèo lên úp ngược lên đỉnh đầu của con đại xà màn sáng buồn xuống ngoan thân thúc giục phù văn chứa tù quát "chồng gia, người sẽ không sợ ta phong ấn ngươi một lần nữa sao? Đám côn trùng bay múa chung quanh vách chuông. Không ngừng có con sâu va chạm vào vách tường của chuông lớn, chú lớn cũng khẩn trương vạn phần vân tự chửi tù trên thân của nó càng ngày càng sáng ngời bầy chung thấy vậy cũng có một chúng kiên kỵ gào thét bay đi thật giờ cậu có thể thu hồi trùng gia sao hả chuông lớn khẩn trương chuông bính run rẩy không ngừng phát ra cái tiếng chuông len keng len keng hoàng thật cũng run đến xương cốt cả người giống như là tán giá chỉ cảm thấy không còn khí lực nữa Hắn nhìn về phía bầy trùng Chỉ thấy trong chốc lát Mọi người có hoa da liền bị gặm cắn sạch sẽ tiền thi cũng đã bị ăn sạch Chỉ còn lại có bọn họ cùng với nạp lan đô Có thể miễn cưỡng bảo toàn Bọn họ dựa vào phù phân chứ tù Nhưng mà nạp lan đô lại dựa vào tiên đạo giao trì Bởi vì ăn nhiều cao thủ như vậy Bệ trùng lớn mạnh gấp trăm lần Hình thành nên từng đó rồi lại từng đó trùng vân Ào ào nhào xuống phía dưới Ê, cái này còn tôi thế nào nữa đây Hoàng thật lẩm bẩm nói Trên bồng lai tiên sơn Đám người viên thiên cương nhan vũ tổ sư Khốn thú do dự Liều chết đánh cược với tiên thi Giết vào trong hỗn nguyên cung Đang đến lúc sơn cùng thủy tận Thì đột nhiên tất cả tiên thi nhào phóng ra phía bên ngoài Mọi người kinh ngạc bất định Đi theo tiên thi giết ra bên ngoài Những tiên thi kia đối với công kích của bọn họ Cũng không quan tâm nữa mà lao ra khỏi hổ nguyên cung liền nhào về phía phi thân lên trời hướng trên trời vọt tới những cái tiên thi cùng với huyền vũ thần thú chém giết giờ phút này cũng bỏ lại huyền vũ từng cái từng cái phi thân lên trời cao mọi người ngửa đầu nhìn lại đột nhiên tiên thi giống như là mất đi khống chế một đám từ trên không trung ngã xuống <laughs> nhìn kìa ờ, đó 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 là cái gì vậy lâm thiên hoa Lâm các chủ bởi vì bị thất tiên của bồng lai các chủ thủ hộ nguyên nhân cho nên vẫn chưa có bị thương giờ phút này ngược lại trở thành người có tu vi cao nhất ở trong tất cả mọi người ánh mắt cũng tốt giờ ngón tay hướng lên không trung kêu lên có có vài mảnh mây đen đi xuống kìa mọi người dầu cạn đèn tắt miễn cửa hướng nhìn lại chỉ thấy mây đen càng ngày càng gần bỗng nhiên tản ra như là bụi mù cái tiếng ngậm nhắm xào xạc truyền đến Đứng mũi chịu sào chính là Bồng lai phiêu phù trên không trung Chính là mấy tòa tiên sơn Dùng cái tốc độ mắt thường có thể thấy được Nó đang được thu nhỏ lại Không hay rồi Sắc mặt của thần bà kịch biến Vội vàng cao giọng quát Là trùng tai Mau trốn về hổ nguyên cung Mọi người nhau nhau chạy về phía hổ nguyên cung Trên bầu trời phía sau đó từng đám mây đen rơi xuống bao trùm từng tó tiên sơn nhỏ nhỏ ở trên không trung. Thần ba cao giọng nói: "Uyên Vũ, chạy đi! Nếu mà chạy không thoát, nhớ là nguyên thần xuất hiếu. dứt bỏ thân thể, chạy thoát nguyên thần, sơ giới bị ăn đến hồn phi phách tán thì còn tốt hơn." Uyên Vũ thần thú chở bọng lai tiên cảnh gào thét chạy như đi, hướng đến tử vi tàn cảnh. Bên ngoài vọt tới, phía sau không chung, từng mảnh từng mảnh trùng vân nhào tới phía dưới. Tuyên vũ thần thú quay đầu nhìn lại, vội vàng há miệng, một ngụm thần hỏa phun ra. Cái đàn trùng đã nhiều hơn ba thành. huyện vũ thần thú hoảng sợ, càng ra sức chạy như điên. Nhưng mà ở trên lưng của hắn, trùng đàn đã không ít. chung quanh cắn nuốt tiền sơn, đem từ ngọn núi được sang bằng. Thậm chí là những tiên thi kia cũng bị ăn đến chứ còn lại có xương trắng. Thần bà xong vào trong hổ nguyên cung, cũng đã mất đi bình tĩnh ung dung như trước nữa, và sắc mặt nghiêm túc nhìn chung quanh mọi người quát mọi người nghe hiệu lệnh của ta tế khởi nguyên thần chỉ cần có một con son giết vào thì các ngươi liền lập tức dứt bỏ thân thể nguyên thần nên chạy trốn hiểu chưa thân thể bất quá chỉ là một túi da thối cùng lắm thì chuyển thế đầu thai làm lại từ đầu mọi người lo sợ bất an tâm tình vô cùng khẩn trương từng đôi mắt nhìn chăm chăm hỗn nguyên cung môn hộ lúc trước cho dù là tiên thi công kính hỗn nguyên cung Cũng không thấy thần bà khẩn trương như thế Không nghĩ tới chỉ là một bầy trùng Liền làm cho thần bà như là lâm đại địch Đột nhiên Ở bên ngoài truyền đến một giọng nói quen thuộc Ê trụng dạ Chị nhào trắng áp đi Đương một tiếng Tiếng chuông truyền đến Mang theo các đầu âm khác thường Thần bà nghe được tiếng chuông Thở vào nhẹ nhõm Lẩm bẩm nói Nhanh lên, nhanh lên Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa Chuồng lớn cùng với ngoan thất Mỗi người thi chuyển phong ấn chữ tụ Chưa có thành thục Xuất kích bốn phía Đi trấn áp bầy trùng Bọn họ thả bầy trùng ra liền biết hậu quả nhất định Không thể tưởng tượng nổi Chỉ là không nghĩ đến sâu lợi hại đến như vậy Trong chớp mắt liền sinh sản gấp trăm lần Hơn nữa theo số lượng con sâu càng nhiều hơn Thì tốc độ thôn phệ càng ngày lại càng nhanh tốc độ sinh sản cũng lại càng ngày càng nhanh, đã có xu thế mất đi khống chế. Nếu mà như để cho những cái con sâu này cắn nước bồng lai, chỉ sợ không bao lâu nữa, thì cái bầy côn trùng liền có thể cắn sạch tổ đình. Đây cái mảnh thiên địa này ăn sạch sẽ, cái gì cũng không còn lại. Tiếng chuông lớn bộc phát, phong ấn chữ tù, đem từng mảng sâu vây cốn trong lòng giam. Trong lòng giam lại sinh ra lòng giam, tầng tầng lớp lớp sinh trưởng, rất nhanh liền đem bài trùng áp súc đến cực điểm. Ngàn vạn cô tiên trùng bị chen đến mức không thể không hợp nhất lẫn nhau. Cuối cùng lại hóa thành một con tiên trùng hình thể lớn hơn. Hung tợn mài răng liếm cái bàn tay, gậm cắn lòng dâm Bên kia, ngoan thất cũng như thế, chế tạo theo pháp thuật. Phóng ấn một mảnh trùng đàn khác, kêu lên. Trùng gia dạ một lần không nên phong ấn quá nhiều nếu mà không nó quá mạnh thì chúng ta phong ấn không được nữa một chuông một rắn bay tới bay lui trên bầu trời bồng lai dập lửa chung quanh Trấn áp từng mảng bầy trùng đột nhiên những cái đàn trùng còn lại tụ tập với nhau xong về phía bọn họ ngoan thân thì không dám cứng đối cứng vội vàng cao giọng nói chúng gia liên thủ một con rắn, một cái chuông rỗng, tất cả tu vi. Một người kích phát phong ấn chữ tù, còn một người thì lưu lại lạc ấn chữ tù, đem cái bầy trùng kia phong tỏ nhốt lại. chung xà mừng rỡ, nhất cổ ta khí, không ngừng phong ấn. Chỉ thấy phong ấn càng ngày càng nhỏ, phong ấn tần tầng chồng lên nhau, rốt cục đã đem những tiên trùng kia phong bế lại. Bệ trùng tụ tập lại, hóa thành một con đại tiên trùng, ở trong lòng giam muốn vỗ cánh bay lên lại thi chuyển không được vì thế mở ra một đôi răng nanh như là cây kéo cắn với cái lồng giam ngoan thân cười nói <cười> cái lòng giam này kiên cố thiệt á rắc rắc một tiếng giòn vang lan can trong lòng giam bị tiên trùng cắt đứt ngoan thất cùng với chuông lớn ngay dậy chỉ thấy con đại tiên trùng kia một trận cắn nát trong khoảnh khắc liền đem từng tầng lớp phong ấn chư tù phá vỡ ngoan thất không nói một lời liền đem chuông lớn tế lên liều mạng thúc dục lạc ấn chữ tù ở trên vách chuông Lật ấn này là do hư ứng khắc đạo lý ẩn chứa thâm ảo huyền diệu hơn xa ngoan thất từ mình thi triển chuông lớn kêu lên thật dạ ấn nhanh, nhanh lên nhanh lên hãy di sinh ta chấn áp cái gã này đi cái tiếng chuông vang lên không dứt không ngừng chấn áp xuống phía dưới mà kể lạ vân tự chửi tù hay là thiên đạo lạc ấn gì hết mặc là phát đánh xuống phía dưới tiên trụng kia vùi đầu cắt tới cắt lui tốc độ càng lúc càng nhanh rốt cuộc đã đem phong ấn chửi tù cắt đứt từ trong lòng giam thoát thân tiên trùng hung ác há miệng rộng liền vỗ cánh bay về phía ngoan thất và chuông lớn ngoan thất đem chuông lớn tế lên nên đón tiên trụng đập đi chỉ nghe một tiếng đường vang lên thật lớn tiên trụng đánh thủng trước sau có vách chuông lớn chuông lớn hoảng sợ hét lên hãy dừng tới tất cả dừng tay, ta bị ta bị rò rỉ rồi ta bị rò rỉ rồi tiên trùng hai chân trước mà sát răng to lâu đến hỏa quan văng khắp nơi Vỗ cánh bay trở về bỗng nhiên chia ra làm một vạn nhào về phía bọn họ ngoan thân cùng với chuông lớn trong lòng tuyệt vọng <laughs> Ê, mà giật à, xong đời ơi. Ở chúng ta cũng dòng đài luôn Đột nhiên một thân ảnh áo trắng từ trên người bọn họ đi qua đón cái đám côn trùng dơ bàn tay lên trong miệng thân năm trầm thấp linh bốn phía thiên trùng nhất thời có các loại phù vân thiên đạo bay múa hình thành nên sáu mặt lập phương tầng tầng chồng lên nhau phong ấn mỗi một con côn trùng ở trong không gian khác nhau ngữ Bạch y tú sĩ Lại đi về phía trước một bước Phù vân thiên đạo lại biến Ngàn vạn cái lòng giam Chữ ngữ bay ra bốn phía Đem những tiên trùng nằm trải tráng Khắp cái bồng lai phong ấn lại Hữu. Bạch y tú sĩ Trong miệng lại phun ra một cái tiên đạo âm Lấy bồng lai làm trung tâm Thiên địa như là lòng giam Đem thiên địa khóa lại Vây khốn những tiên trùng tứ tán mà đi Nữ Nương theo cái chữ này phun ra Nhưng lại thấy thiên địa lòng giam nhanh chóng thu nhỏ lại Trong lòng giam tất cả tiên trùng hết thể hợp lại Phong ấn cũng tự hợp lại Chỉnh hợp quy nhất Tất cả lòng giam hóa thành một cái hộp vuông Nhẹ nhàng rơi vào trong tay của bạch y tú sĩ Tiên trụng hung ác kia so với trước kia cường đại hơn gấp trăm lần Nhưng mà giờ phút này lại bị trấn áp đến không thể động đậy như là mọc điêu buồn điêu. Hoàng thân cùng với chuông lớn ngây ngốc, cái người này bốn chữ phong ấn, khiến cho so với hứa ứng kia còn linh hoạt hơn. Hoàng thân vội vàng hỏi. Các hạ là người ở phương nào vậy? Bạch y tú sĩ quay đầu lại, lộ ra cái khuôn mặt anh Tuấn, mỉm cười, thản nhiên nói. <laughs> Tổ định, tiểu thiên tôn, các người đi theo hứa ứng Kiếp thứ nhất của hắn chính là sư phụ của ta Ngoan thất nhìn chuông lớn Chuông lớn cũng có một chút kích động Thăm dò, nói Người là ấy, Người là Ngươi à, Người ng 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 là đại sư điệt của chúng ta Bạch y tú sĩ dạy ra Nụ cười trên mặt cứng ngắt Ngoan thất vội vàng nói Ta họ ngu Tên là Ngoan thất Ngươi có thể gọi ta là thất gia Còn người có thể gọi ta là trung gia Chuông lớn vừa mừng vừa sợ Vội như vàng nói à, Đúng rồi à, Chúng ta còn có Thảo gia nữa à, Thảo gia Thảo gia à, Thảo gia không có ở đây à, Ngoài ra đừng có giết con bọ này nghe nói chính là Nó chính là trùng gia Bạch y túi sĩ kia Chính là Tiểu Thiên Tôn Vừa mới nói từ trong luân hồi thức tỉnh Trải qua luân hồi huyền nữ cứu trị Hắn chẳng những là không có chết Thì không nói đi hơn nữa thương tích còn đã khỏi hẳn hắn ở trong lưng hội tự có một phen kỳ ngộ trải qua đủ loại kinh nghiệm kỳ diệu sau khi đi ra khỏi luân hội chỉ cảm thấy mình so với trước kia càng thêm cường đại vừa ra tay liền ngăn cơn sống dữ trực tiếp trấn áp chùng tay sắp quét qua tổ đình nhưng mà tuy rằng mình đã trở nên mạnh mẽ nhưng mà bối phận hình như là càng ngày càng nhỏ hứa hứa sư sự... à, người rút cột đã kết bái đến bao nhiêu người vậy chứ kết bái với những người khác thì cũng thôi đi nhưng mà làm sao lại kết bái với một con rắn là có một cái chuông mấu chốt nhất là chính là cái con sâu với cái cọng cỏ nữa chứ tiểu thiên tường có một chút mê muội không biết là có phải là di chứng của luân hồi hay là không hơn phần nữa là khi lúc ta ở trong luân hồi đã xảy ra chút vấn đề rồi có thể hiện tại thế giới này là thế giới dị độ ạ hoặc là khi ta luân hồi đã thay đổi thời gian dự đến tương lai hiện tại không phải là tương lai thời không của ta ơ tiểu thiên tôn chần chờ một chút thầm nghĩ nếu không ta tự trong tử vong tỉnh lại tại sao lại xuất hiện nhiều thứ Sự thúc tự xương gia như vậy chứ kinh nghiệm của hắn ở trong luân hồi quá là huyền diệu thế cho nên hắn hiện tại có một chút ngây ngô có một chút không thể tin được kinh nghiệm của mình Ngoan Thấn cùng với chuồng lớn Kinh hỉ liên tục Vô duyên vô cớ Đại đạo đâu ra một đại sư điệt Lợi hại đến cực điểm như thế này Ở ma vực lại có một chỗ dựa vững chắc Tự nhiên là chỗ tốt hơn rất là nhiều Một rắn một chuông Đi theo tiểu thiên tôn Ngoan Thấn nói À ứng ở phía trên á À, cái tòa thiên môn hạ kia à, hắn thủ hộ hổ nguyên cung cứ rắn đuổi tiền dương bị trọng thương rồi ờ ừ. tiểu thiên tường nghi hoặc chính là biệt danh của hướng á quan thân giải thích lúc trước kia khi hắn bắt rắn ở ngửa trong thôn đều gọi hắn là a ứng hết á bật rắn tiểu thiên tường liếc hắn một cái thầm nghĩ chẳng lẽ lại bắt được một sợ thúc cho ta nhưng tại sao lại hơn ngu Hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu Mắc quá phát sinh ở trên người sư phụ này Cái chuyện xưa quá là nhiều Tiểu thiên tôn thậm chí là hoài nghi hơn 4 vạn năm qua Sư nương chỉ sợ là Điều hơn 1.000 người Hắn phi thân đi đến Tam thiên quan Chỉ thấy hứa ứng ngã ngồi ở dưới thiên quan hôn mê bất tỉnh Phía sau lục bí động thiên đã rách nát Trên người khắp nơi đều là vết thương còn có huyết nhục nhúc nhích hắn là đang chữa trị tổn thương của thân thể à, à, ứng, à, sao lại bị thương tạnh vậy ơi ngoan thất cùng với chuông lớn lắp bắp kinh hãi chỉ thấy lục bí động thiên phía sau cơ hữu ứng vỡ nát như là bị côn trùng gặm cắn không khỏi giật mình ở trong lòng chẳng lẽ a à ứng bị tiên trùng cắn thành như vậy sao ngoan thất cùng với chuông lớn thầm nghĩ là hổ thẹn Bọn họ truy đuổi bầy trùng đi đến bồng lai Lại quên đến xem xét tình huống của hư ứng Tiểu thiên tùng kiểm tra một phen Nói Là cung trùng cắn Hắn vừa rồi xuất thủ trấn áp bầy trùng Đem tất cả tiên trùng võ phụ cận hết thảy bắt đi trấn áp Nghĩ đến lúc ấy có một nhóm bầy trùng Ở chỗ này đang gặm nhấm hư ứng Những cái con trùng này bị trấn áp Thì mới có thể cứu được tính mạng của hư ứng Ngoan thấn và chuông lớn trong lòng bất an Ngoan thấn lo sợ bất an Nói Ta thấy máu thịt trên người của A ứng Còn đang tự mình khỏi phục kìa Ngắn là ứng thương tế không có nặng Tiểu thiên tường lắc đầu nói Lục bí động thiên của hắn bị cấn tàn phế rồi Không cách nào dẫn chuyển được Tiên trùng đến gậm nhấm hắn Thì hắn cũng không cách nào chống cự được Chỉ có thể ngạnh kháng Hiện tại thân thể khôi phục Hắn là do bất diệt chân linh Là có tác dụng tự mình chữa trị thân thể à? Trong lòng ngoan thất và chu lớn khổ sở Có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc đó Thê thảm cỡ nào Không thể làm ra bất kỳ phản kháng nào Lục bí lại bị sâu mọt Chỉ có thể tùy ý sâu cắn xé cắn nút Dựa vào chân linh bất diệt của mình Để tu bổ thân thể bị tàn phá nhưng mà cũng có một chút lợi ích. Hắn vốn bị thương rất là nặng, là đạo thương do hai đại tiên dương lưu lại cho hắn. Hiện tại đạo thương này cũng đã bị trùng ăn hết, cho nên hắn mới có thể huyết nhục sống lại. Tiểu Thiên Tôn kiểm tra khu vực hy di của hắn cùng với ẩn cảnh đạo thương của hứa ứng, không khỏi nhíu mày. Khu vực hy di cùng với ẩn cảnh đạo tượng của hứa ứng phá hư đến cực kỳ nghiêm trọng. liền giống như là tổ đình ngày nay sơn hà nghiền nát, thiên địa đại đạo điêu tàn. Ánh cảnh đạo tượng bị phá hoại còn dễ nói đi. Nhưng mà sau này tồn tưởng liền có thể tu trở về. Nhưng mà khu vực hy di đã bị phá hư, muốn tu bổ, liền khó khăn trùng trùng. Hắn lại kiểm tra lục bí của cơ thể người, không khỏi nhíu mày. Lục bí của hứa ứng cũng không thể là lạc quan. Lục đại động thiên đã bị hao tổn, lục bí không còn là thịnh tình như trước nữa Không biết là có thể luyện được lại hay không Về phần thập nhị trọng lâu Cũng bị bày trùng cùng với tiên vương thần thông gây trọng thương Không thể lạc quan được Mà nguyên thần của hứa ứng bị tổn hao lại càng nặng Nguyên thần của hắn vốn là không lớn Lần này địa phương sách nát Đã có thể nhìn thấy được bất diệt chân linh xuất hiện quan mang Hắn là bị bầy trùng gặm nhấm thành như vậy lão sư và cứu ta mới bị thương thật như vậy trong lòng hắn sinh ra một loại tình cảm phức tạp trong mắt hắn hứa ứng lúc trước phi thân đến tiên giới Chỉ là phản bội nhưng mà hứa ứng lại hết lần này tới lần khác liều mạng hết thảy thậm chí là không tiếc tính mạng của mình cứu hắn làm cho hắn yêu hận gút mắt khó có thể rõ ràng lão sư bỗng nhiên chỉ thấy tiên quang trong giao trì của hứa ứng bắt đầu cởi động Từ trên xuống dưới chảy xuôi Nơi đi qua Sơn hạ được trùng chỉnh Thiên đạo trọng luyện Ngủ nhạc lại khôi phục Tam thập tam trọng thiên Khôi phục lại như lúc ban đầu Đạo tràng thủy hỏa giao luyện Cũng khôi phục lại như lúc bình thường Bất quá chỉ là trong chốc lát Thập nhị trọng lâu liền sáng như là mới Nguyên thần của hứa ứng được giao trì tiên quang làm dịu Cũng dần dần phục hồi như cũ Tiểu thiên tôn giật mình đây đây là hắn còn nhớ rõ được luân hồi huyền nữ ở trong luân hồi tìm được hắn từ trong cơ thể của hắn lấy đi giao trì thiên thủy luân hồi huyền nữ nói cho hắn biết chân thân của mình phiêu bạc dễ dụ ở trong luân hồi miễn cho bị chư thần chư tiên tìm được muốn mượn giao trì thiên thủy để sống lại bọn họ xuyên qua thời không ở trong luân hồi đi tìm chân thân của luân hồi huyền nữ Mới cứu sống cái nữ đế này Nhưng mà ở trong giao kỳ của hứa ứng Làm sao cũng có giao kỳ tiên thủy chứ Hắn vẫn chưa tu luyện đến giao kỳ cảnh giới Hơn nữa Cho dù là tu luyện đến cảnh giới giao kỳ kỳ Thì cũng không có khả năng tu luyện thành giao kỳ tiên thủy Tiểu Thiên Tôn không biết Hứa ứng tự trong giao kỳ của Tây Vương Mẫu Đã cuốn đi đại bộ phận giao kỳ tiên thủy Những cái tiên thủy này Bộ phận lớn Là bị giao kỳ ở trong khu vực khi Di hấp thu hiện giờ hữu ứng bị thương nặng trước nay chưa từng có công hiệu của thiên thủy này liền có xuất hiện chi liệu thương thế cho hắn hắn sẽ rất nhanh sẽ tỉnh lại tiểu thiên tôn đứng thẳng lưng ngấn nhìn về phía khắc hư tinh mang trong mắt bắn ra bốn phía quả nhiên chỉ có lão sư mới có thể đánh thức được ý chí chiến đấu của những tiền bối này trong khắc hư cái đám người linh gia tứ hung ngũ liễu đạo nhân quyết chiến hai đại tiên vương hai đại tiên vương giờ phút này phụ thương hơn 10 chỗ nhưng mà cái đám người linh gia tứ hung cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng đám người linh gia tứ hung dũng mãnh vô cùng giết chết hai vị tiên vương kinh hồn bạc vía lộ ra bại tướng hai đại tiên vương bị một đám hạ người vô danh đánh thành như vậy làm cho uy danh của bọn họ quét sạch việc này bởi vì ta mà nên do ta tự mình giải quyết tiểu thiên tôn giơ tay phải lên đang muốn gọi thiên kích tới thì đột nhiên chỉ thấy một thiếu nữ một tay giữ chặt cổ họng của nạp lang đô giơ nạp lang đô lên cao hướng để cửu tiên vương ở trong quái nhãn khắc hư quát a à, ba a à, ba a à, ba tiểu thiên tôn kinh ngạc phi thường qua thất ảnh hắn thậm chí là hoài nghi mình đã nhìn lầm Hoa thất ảnh là đệ tử hoa gia tại khắc hư Đây là con gái của ngũ tuyệt tiên vương Làm sao có thể bắt được nạp lan đô Uy hiếp đệ cửu tiên vương chứ Thảo gia Ngoan thất cùng với chuông lớn vừa mừng vừa sợ Tiểu thiên tôn ngạc nhiên Thảo gia dạ. Lúc này hắn mới chú ý tới Trên đến đầu hoa thất ảnh Đã có một đống tiên thảo màu tím Lá cỏ đang ẩn giấu ở giữa búi tóc của hoa thất ảnh chẳng lẽ nó chính là thảo gia dạ? vì ta cười nhiên xuyên hô một gốc cỏ chứ là thảo gia dạ. nếu lại bị sở tương đô cùng với Chu nhà thương nghe được ta nên như thế nào đây chứ a ba a ba hoa thất ảnh đằng đằng sát khí khoa tay múa chừng trên cổ của nạp lan đô kêu lên mộ đầu thảo khống chế hoa thất ảnh Lúc ngoan thất cùng với chuông lớn đi trấn áp bầy trùng, canh giữ ở phụ cận tiên đạo giao trị, chờ đợi thời cơ. Tiểu tiên tôn trấn áp bầy trùng ở trong thiên địa phụ cận, cái đám trùng vây công nạp lan đô cũng bị một cổ trấn áp, bị tiểu tiên tôn thu đi. Nạp lan đô tu vi tổn hao rất là nghiêm trọng. Cái cô nương này lập tứng, xông vào trong giao trị, tặng đến nạp lan đô mà đi. Nạp lan đô bị cái tiểu cô nương này liên tiếp đánh cho mấy chục cái gối đầu đầu đau đến thân thể run rẩy mất đi hết sức chiến đấu ngất đi biến thành tù nhân của mộ phần thảo mộ phần thảo này biết chuyện hư ứng từng bóp cổ nạp lan đô uy hiếp đệ cử tiên vương Với vậy, vậy như là pháp bảo chế bóp cổ nạp lan đô đến để uy hiếp đệ củ tiên vương chỉ là nó không hiểu lời nói chỉ có biết là a ba a ba mà thôi chiến đấu trong quái nhãn khắc hư, vô cùng kịch liệt thời thời khắc khắc đều có thể có thần thông va chạm bởi vậy mà thanh âm a ba a ba của nó chưa tượng truyền đến trong tay của đệ của tiên vương tiểu thiên tôn một bên hướng đến quái nhãn khắc khư đi đến một bên thì tòa tay hướng thân thể của một bên chụp lấy thả nhiên nói trận chiến này nắm chắc thắng lợi làm sao cần đến cái con tinh quy hiếp địch nhân chứ thiền thích một đạo hào quang hùng vĩ phóng lên trời cao sau một khắc rơi vào trong tay của hắn Khi thức của tiểu thiên tôn tăng vọt cầm lấy binh khí này nhất thời sát khí cuồn cuộn phóng về phía quái nhãn trên bầu trời khắc hư trong quái nhãn hai đại tiên vương vốn đang rơi vào thế hạ phong đột nhiên nhìn thấy tiểu thiên tôn tâm thần không khỏi đại trấn nhất là đệ cửu tiên vương chú ý tới tiểu thiên tôn cũng đồng thời là chú ý tới hoa thách ảnh đang bóp chặt cái cổ họng của ái đồ nạp đang đô của mình tâm thần càng loạn. Hắn tâm loạn một khắc kia, thì lập tức bị ngũ liễu đạo nhân bắt lấy cơ hội, kiếm quang đâm thủng đạo vực, cắt đứt gần chân của đệ cửu tiên vương. Đệ cửu tiên vương té ngã trên mặt đất, phía sau tiên vương nguyên thần lập tức thọ tay ra chụp tới, ý đồ đưa đến ngũ lão điệu nhân lên đường. Không ngờ, làm sườn kiếm, thiên long sông trượng, tất thiên cung. Bằng giật sông đau của bốn quân đệ linh gia trước sau rơi vào trên người của hắn. Đệ cửu tiên vương từng ngụm từng ngụm học máu ra khí tức kịch liệt ủy khuất một chút đã khó có thể chống lại mọi người huyện nha tử ý vào pháp lực hùng hồn cùng với phan ma thần liên thủ đối kháng với ngũ tuyệt tiên vương cho ngũ liễu đạo nhân và linh gia tứ hung lấy cơ hội ngũ liễu đạo nhân và linh gia tứ hung giải quyết đệ cửu tiên vương lập tức liên thủ vây công ngũ tuyệt tiên vương bác đại cao thủ giao phong trong lúc nhanh nhẹn thì ngũ tụi tiên vương nhục thân nguyên thần cũng bị điều thương nặng Trong đúng tâm thần của hai vị tiên vương rung chuyển Đạo tràng tan vỡ Đạo liên bị đứt đoạn Đều không có lực tái chiến nữa Tiểu tiên tôn là phục sinh Còn chưa có ra tay Thì hai đại tiên vương này đã thất bại rồi Phan ma thần cầm lấy hỗn thiên bảo ô ô Đang muốn đem Hai cái đại tiên vương này thu vào trong cái ô Luyện hóa thành cho bụi Thì đột nhiên sắc mặt tiểu tiên tôn kịch biến Thân hình đột nhiên gia tóc vượt đến trước bảy người này. Lúc hắn lao ra, thì huyền công đã thúc giục đến thức thứ sáu, lục bí toàn thân đã mở ra, tổ pháp động thiên lần nữa hiện lên, ký thức vận chuyển, thông đại như ý, không còn cảm giác chát chúa như là trước nữa. Lần này hắn chết đi sống lại, trải qua luân hồi, tuy rằng không thể học được đạo pháp của luân hồi huyền nữ, nhưng mà suy nghĩ ra một loại, để cho đạo pháp thần thông của mình càng thêm mượt mà làm cho người ta có một loại cảm giác luân hồi quán thông. Nhưng mà dù như vậy, hắn cũng không dám thi chuyển ra để thất chuyển. Lúc chuyện thứ bảy, sơ hở quá lớn, lực công kích cố nhiên là cường đại, nhưng cũng rất là dễ dàng bị người ta bắt lấy cơ hội. Cũng may, hắn chết đi sống lại, càng hơn lúc trước. Giờ phút này thi chuyển chuyện thứ sáu, chiến lực cũng không kém một chút nào so với chuyện thứ bảy. Phan Ma Thần, Linh Gia Tử Hùng, Ngũ Liễu Đạo Nhân cùng với huyền Nhai Tử cũng trong nhắm mắt cảm ứng được khí một cái khí nguy hiểm bất chấp chém giết hai đại tiên vương lập tức thúc dục pháp bảo của mình tế lên nguyên thần sẵn sàng đón địch để cho đến khi tiểu thiên tôn Để tới trước mặt thì càng là đem khí thế của mọi người đẩy lên đến đỉnh phong nhưng mà vào lúc này thiên nhãn khắc cư có một cổ khí tức vô cùng khủng bố đã bốc lên một cái bóng khổng lồ chậm rãi hiện lên xuất hiện ở phía sau hai đại tiên vương. Trong phút chốc, thiên địa nghiêng nghiêng, đại đạo vặn vẹo, vô số tiếng quỷ khóc thần gào truyền đến, như là rơi xuống địa ngục lầy lội, làm cho người ta đạo tâm si cuồng thành ma. Người kia, bốn phía bóng râm, có vô số bóng ma di động như là xúc tu, đường nén phủ kín bầu trời. Thì khí nồng đậm đập vào trong mặt, Mọi người bị xâm nhiễm đạo tâm bất ổn Mọi người trấn áp đạo tâm ma tính Trong lòng kinh nghi bất định Chỉ cảm thấy cổ thi khí kia Càng thêm nồng đậm Bên cạnh con quan thất Cô sợ tiên tử đã tỉnh lại Nhìn về phía thân ảnh khủng bố Ở trong mắt khắc khư Đột nhiên trong lòng khẽ động Ngày đó Ta vì hứa ứng chạy trước nhân quả của bản thân Nhận thấy trong khắc khư này Có vài vị cự đầu cùng với ứng có nhân quả tương luyến chẳng lẽ quái nhân này chính là người cường đại nhất ở trong đó sao cái bóng kia căn bản không thấy rõ được bộ mặt mắt miệng người giống như là một con mắt ở trên người giấy màu đen cắt ra Ký tức của nó so với hai đại tiên vương lại càng cường đại hơn vặn vẹo thi khí nồng đậm thậm chí lại truyền ra bên ngoài tiểu thiên tôn trong lòng có một chút khẩn trương Cổ khí thức này quá là cường đại Sau khi hắn chết Rồi lại phục sinh Càng hơn trước kia Nhưng mà đối mặt với cái bóng này Không có nửa điểm phần thắng Lúc này Một đạo chăng sáng từ trên trời dần dần lên Hiện ra từ giữa không trung treo ở đối diện khắc khư Minh Nguyệt chỉ chiếu có một người Một thần nữ như là nước như tuyết Chân đạp ánh trăng đi về phía bên đây Sắc mặt bình tĩnh Nói thối lui phía sau chân sáng mơ hồ hiện ra thân ảnh của một nữ đế thân ở âm giang tóc liên tiếp chư thiên vạn giới khống chế luân hồi của hàng tỷ vạn chúng sinh hồn phách đó mới là chân thân của luân hồi huyền nữ thân năm của nữ đế phản phất có một loại lực lượng kỳ lạ các bóng ma khủng bố kia nhanh chóng lui về phía sau ngũ tuyệt tiên vương cùng với cửu tiên vương cũng lập tức nhân cơ hội này trở về khắc hư Đám người huyền nhai tử cũng tới vào nhà nhẫm, bất kỳ bất giác. Bọn họ đã mồ hôi đầm đìa. So với cùng với hai đại tiên vương quyết đấu sinh tử còn mệt mỏi hơn. Cái bóng tối khủng bố kia mang đến cho bọn họ cảm giác áp bách rất là lớn, thật sự là quá mạnh. Thậm chí là cho bọn họ một loại cảm giác vượt qua tiên vương. Tiểu thiền tộc, người muốn thùng tính khắc hư để cho hai đại tiên dương bán mạng cho ngươi kính xin nghĩ lại đi ngũ liễu đạo nhân nói đám người linh gia tứ hung sắc mặt ngưng trọng nhao nhao gật đầu tiểu thiên tồn chần chờ một chút không thể không bắt đắc dĩ gật đầu nói mấy vị thúc phụ sư phụ của ta đã trọng thương sắp chết rồi ngay tại phía dưới kìa mấy vị thúc phụ không đi xem hắn một chút sao trong mắt của phan ma thần lấy sa hào quang hưng phấn nhẹ nhõm nói hmm, sẽ chết sầu sẽ không chết ngũ liễu đạo nhân giơ tay lên một cái đoàn gánh bay tới ngũ liễu đạo nhân cấm kiếm ở trong đoàn gánh lười biếng nói ta từng lén vào thế giới nguyên thú gặp hắn cho dù hắn bị người ta giết thì cũng sẽ từ trong bắt diệt chân linh mà sống lại huyền nhai tử gật đầu thở dài nói Hey, là như vậy đó Linh gia tứ hùng vớt binh khí rời đi đều kỳ lạnh nói Chúng ta cũng đi xem qua Hắn cũng không có chết được Phan ma thần Hương chí đã mất đi Đêm hổn thiên bảo ô đặt ở sau gáy Hai tay đặt lên trên cái ô Đứng dậy rời đi Cười nói <cười> Nếu mà không chết được Vậy thì xem cái rắm gì chứ Chờ hắn thức tỉnh lại kiếp kiếp đầu tiên Chúng ta lại đến đây giết hắn Tiểu Thiên Tôn đã nhíu mày Trong lòng thầm nói Thì ra bọn họ nhất thời Không thể quá giải được Quán hận với lão sư rồi Tử vi tàn cảnh Bên ngoài hỗn nguyên cung Huyền vũ thần quy lẫn lặng Nằm rạp trên mặt đất An dưỡng thường thế Trên lưng của hắn Bọng lại tiên sơn phiêu phù trên không trung do xiềng xích trên người hắn buộc lại mới không có bay lên trời. Trong thiên vương điện, thanh âm của ngoan thất truyền đến mang theo cái ý lấy lòng. Người, người tỉnh rồi hả? Người, người đã là một nữ hài tử. Nạp Lan Đô từ từ tỉnh lại, liền nghe được câu nói này khiến cho người ta sợ cả tóc gáy. Lúc này, tiếng chuông lại truyền đến. Thật dạ, mau tới đi, ứng tỉnh rồi. Nạp Đăng Đô mạnh mẽ đứng dậy Không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn Chỉ cảm thấy toàn thân của mình Đều đau nhức, nhất, nhất là một bộ vị nào đó đau đớn đặc biệt Hắn mơ hồ nhớ rõ Chính mình đứng trong Tiên đạo giao trì Tội lực điều động giao trì lực Đối kháng với sâu bọ vô biên vô hạn kia Ngay tại thời điểm Dầu hết đèn tắt Không cách nào ngăn cản được Thì đột nhiên tất cả con sâu đã biến mất vô tung Hắn vừa mới thả lỏng nên thấy một thiếu nữ hoa da cũng xuất thân ở các khư a ba a ba kêu lên sau đó hắn liền cảm thấy đau đớn như là sẽ rách chuyện đến tiếp theo liền ngất đi nạp lan đô run rẩy trong lòng run rẩy cánh tay lần lẽ sốc quần áo mình lên nhìn xuống phía dưới phát hiện ra là một tiếng kêu lên bén nhọn thiếu một chút nữa đã ngất đi hắn run rẩy từ trên giường bệnh đi xuống tập tễnh đi ra khỏi phòng khi thấy được ánh mặt trời tươi sáng là không cảm nhận được bất kỳ ấm áp nào. Gió ôn hòa lại thổi rất mạnh. Rất là nhiều tiên nhân bồng lai đang tu sửa tiên cung, tu bổ lại thiên trụ hoa biểu. Bồng lai gặp phải chiến hỏa, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng mà cho dù những tiên thi kia tạo thành phá hư cho bồng lai thì cũng không bằng một hồi trùng tay. Hắn bị ánh mặt trời chiếu từ dưới đỉnh đầu chiếu đến có một chút chón ván hoa mắt, đần độn qua một lát, tâm tình mới bình phục lại một chút, thầm nghĩ. <laughs> vết thương này, nó có chỉ là một cái vết thương da thịt, không có vấn đề gì hết. Thì một người tinh thông lục bí là có thể chữa khỏi liền. Cái con rắn kia khi mà giao thủ với ta, phía sau có sáu cái đồng thiên, hắn là có thể vì ta mà kỳ liệu thân thể tàn tạ này. Nhưng mà hắn rất là hận ta, cho nên không có cứu chữa đâu á ngoan thất cùng với chuông lớn phóng thích ra tiên trùng thiếu một chút nữa chế tạo ra một hồi diệt thế tại kiếp nạp lan đô là đầu sỏ gây nên trận trùng tai này ngoan thất và chung lớn thả tiên trùng ra chính là vì đối phó với hắn cho nên ngoan thất mới giả mù sa mưa nói cho hắn biết ngươi đã trở thành một nữ hài tử rồi đột nhiên nạp lan đô nhìn thoáng thấy thiếu nữ hoa gia hoa thất ảnh cái đó không xa trong lòng không khỏi sợ hãi hắn còn nhớ rõ là thiếu nữ hoa gia này đã đến mình thành như thế này hoa thất ảnh nhìn thấy hắn ánh mắt sáng người dội vàng đi tới nạp lan đồ muốn tránh né nàng nhưng mà hai chân bất tiện đi không được nhanh rất nhanh liền bị nàng đuổi kịp hoa thất ảnh lúc ấy đã bị một phần thảo khống chế nguyên thần cùng với thân bất do kỹ hiển nhiên là không nhớ rõ được đã xảy ra cái chuyện gì đi đến bên người của Nạp Đăng Đô, nhỏ giọng nói. Nạp Lan Thế Quynh Người, ng người đừng có đến đây. Nạp Đăng Đô hoảng sợ, nói. Hoa thất ảnh kinh ngạc, vội vàng, nói. Hiện nay khắc khư bãi chiến, ta và ngươi đều trở thành tù nhân. Chúng ta làm chân thành hợp tác, chạy ra khỏi nơi đây. Nạp Đăng Đô mang theo cái tiếng khóc nước nở, nói Người, người đến xa xa nói chuyện đi Đừng có tới gần ta Hoa thất ảnh ngạc nhiên Nhẫn nại nói Giao chỉ của ngươi bị người ta lấy đi rồi Thập nhị trọng lâu của cha ta Cũng bị người ta đọt đi Trước mắt chúng ta còn có một cơ hội Mang tội lập công Đó chính là đọt lại giao chỉ Và thập nhị trọng lâu trở về khắc hư Còn không đến mức bị phạt á Nạp đăng đô kích động đến ngất đi Hoa thất ảnh bị Phản ứng của hắn Làm cho không hiểu thầm nghĩ hmm. Cái thế quỳnh này Sao thế ta sợ hãi như vậy chứ Ta đâu có ăn thịt ngươi đâu Trận chiến ở ba ngày trước Ngũ tuyệt tiên vương Đã bị thương nặng Thập nhị trong lâu không thể khống chế được nữa Đã bị hỗn thiên bảo ô của phan ma thần lấy đi Còn nạp đăng đô thì thất thủ bị bắt Tiên đạo giao trị Cũng bị mộ đầu thảo thu giữ Hiện giờ hứa ứng từ trong trọng thương tỉnh lại Rất là nhiều người đều chạy đến hỗn nguyên cung thầm hư ứng ngược lại để cho hoa thất ảnh có cơ hội đoạt bảo rời đi hoa thất ảnh thấy nạp đan đô không chịu nổi đại dụng thì liền không để ý đến hắn nữa thầm nghĩ tự mình tay đi trộm bảo vật đem thập nhị trong lâu cùng với giao chì đều lấy đến tay có nhị bảo này ta làm sao cần hội đường nữa chứ hừ mình tùy tiện đi đến chư thiên tự mình thành tiên làm tổ chẳng phải là khoái quạt sao Hai kiện bảo vật này đặt ở Di Đà Tự Hoa thức ảnh thấy bọn lai tiên nhân đều bận rộn Vì thế liền liền lén Lén vào trong Di Đà Tự Quả nhiên thấy được thập nhị trong lâu có quan mang rực rỡ Chân quanh tiên đạo đạo liên lưu chuyển Xuyên qua bất định Mở giao trị kia Cũng là tiên quan thận thấu đến tận mây xanh Tiếp nhận tiên lộ Trong ao cá chép hóa rồng Hoa sen thì làm chỗ ngồi Hạt sen thì làm trông bốc lên mà lên thủy khí điều điều thanh lưu bốn phía không có người trông coi chỉ có một đám tiên thảo đang ở giao trì liền hô hấp thổ nạp mấy cái tiên thảo này giống như những cái con người lấp là lấp lánh ngồi đó hô hấp cương nhiên cũng có các loại dị tưởng hoa thất ảnh nhìn lại chỉ thấy trong đó còn có một gốc tiên thảo màu tím mọc bảy cái phiến lá cây bị một đám tiên thảo trấn áp ở phía dưới nằm sấp trên mặt đất không thể động đậy Tự sắc tiên thảo đang muốn giải dụa liền bị cái tiên thảo kia dùng cái rễ Quốc đến rung rẩy một trận Cái gốc tiên thảo này Có chút quen mắt hơn Hoa thất ảnh không có nghĩ nhiều Mà lập tức tiến lên Tiểu cho một đám tiên thảo xuyên qua Thăm dò liền hướng thập nhị trọng lâu bắt tới Thập nhị trọng lâu đến nay Ở trong lòng nàng là một trận mừng như điên Đột nhiên Tất cả tiên thảo đều ngừng thổ nạp Đồng loạt hướng nàng nhìn tới Hoa thất ảnh thập nhị trọng lâu ở trong tay can đảm nhất thời chán kiện rất nhiều thoáng nhìn thấy những tiên thảo này đang nhìn mình cười lạnh nói hmm. một đám tiên thảo thôi mà không đáng lo ta cho dù là bị khẩu cái chuông rách nát kỳ trấn áp nguyên thần cũng nắm bắt chúng nó cũng là dễ dàng đúng rồi ta đang bị thương không bằng nhân cơ hội này tôi quệt một chút tiên thảo chữa thương đi một phần thảo bị một đám tiên thảo trấn áp ở dưới mông Nghe vậy không khỏi thay nàng mà tuyệt vọng Nó chạy tới dự định là ám toán vài cái cây tiên thảo Hấp thu được dược lực của đối phương Nhưng mà làm sao ngờ được Mấy cái tiên thảo này rèn luyện càng là mạnh mẽ hơn một người Một đám đều là một bá bá trong cỏ Trong chớp mắt liền đem nó trấn áp Một đám tiên thảo kia bị kinh động Nhào nhào giãn cái rễ cùng với cành lá Từ có trạng thái ngồi thiền đứng thẳng lên Phiêu phụ trên không trung vây quanh hoa thác ảnh Hai thất ảnh thám tử liền hướng đến giao trì bắt tới Khanh khách cười cười nói <cười> Hôm nay cô cô nãy nãy ta liền đại náo bồng lai Một lát sau Thiếu nữ này mặt mũi bầm dập Bị ép đến quỳ rạp trên mặt đất ngất đi Cùng với cái gốc tiên thảo ngu ngốc kia nằm chung một chỗ Một đám tiên thảo đặt ở trên người bọn họ tiếp tục tu luyện qua một lúc lâu Hóa thức ảnh sâu kín tỉnh lại Hồn nhiên không biết là đã xảy ra cái chuyện gì Trong hộ nguyên cung Hứa ứng đã tỉnh lại Chỉ cảm thấy thân thể của mình mệt mỏi Miễn cưỡng trả lời câu hỏi của những người thăm viếng Cùng với mọi người nói đùa hai ba câu Sau khi đám người sở tương tương Cô xạ Viên thiên cương Bồng lại thất tiên rời đi Ngoan thất và chuông lớn cũng đã rời đi Hứa ứng nghỉ ngơi một lát Điều vận tâm thần Xem xét cái khu vực hy di của mình chỉ thấy khu vực hy di của hắn bầu trời trong vắt xanh thẳm như là tẩy rửa các cảnh giới của hắn đích xác đã bị tẩy rửa đi một lần thiên quang vốn đã mở ra một lần nữa rồi khép lại cảnh giới vốn đã luyện thành cũng không còn tồn tại hiện tại các cảnh giới trong khu vực hy di của hắn cũng giống như là mới hứa ứng nhíu mày xem xét lục đại bí tàng của mình lục bí thì vẫn còn chỉ có động thiên là tổn hại những ẩn cảnh tiềm ẩn của hắn đã hoàn toàn biến mất. Thần thông đạo tượng lúc trước cảm ngộ cũng không còn sót lại chút gì. Hứa ứng kiểm tra nguyên thần của mình, thở vào nhẹ nhõm. Nguyên thần thì còn vẫn ở đó, bị nhốt ở trong thập nhị trọng lâu. Thanh âm của tiểu thiên tôn truyền đến. Hứa ứng, người bởi vì thương thế quá nặng, lục bí không cách nào dẫn chuyển được, đã bị tiên trùng gặm nhấm thân thể, dẫn đến bắt diệt chân linh, tiêu bổ thân thể, Vậy cho nên Có một số kích cảnh giới trong cơ thể của ngươi Đã sống lại một lần nữa Hứa ứng hừ một tiếng Từ trên giường bệnh đứng dậy Nói hmm. Gọi ta là sư phụ Tiểu thiên tôn chằm mặt Từ bên ngoài đi vào ngẩng đầu lên Nói hmm. Ngươi là tù nhân của ta Hứa ứng tự tiếp phi tiếng, Nói hmm. Ngươi không nhớ gì ngôn trước khi làm chung hả Ta nhắc nhở ngươi một chút nè Hắn đột nhiên bắt lấy cái tay của Tiểu Thiên Tôn, hơi thở kiểu dạng yếu ớt nói: "Ta quá là ngu xuẩn, trước kia ngươi dạy ta cái gì, ta cũng không lĩnh ngộ được. Ta rất là hận ngươi, nhưng mà lúc nhìn thấy ngươi liền không hận nữa." Tiểu Thiên Tôn vừa sợ vừa giận, vội vàng tránh thoát khỏi tay của hắn. "Sư phụ, người nuôi lớn ta, ta dạy, vậy ta thần thông, ta làm không được. Sư phụ, người" Người cắt mặt của ta đi Người, người cắt mặt của ta Rồi đeo mặt nạ của ta lên Hứa ứng đọc như là giống như đúc Bạch y tú sĩ biến thành hồng y tú sĩ cúi đầu không nói ra lời Hứa ứng nói mấy câu Liền mệt đến thở học học Liền cũng không có tiếp tục sống hộ hắn nữa Mà ha ha cười Hướng đến hộ nguyên cung ở bên ngoài đi đến Tiểu thiên tôn đi theo bên cạnh hắn Cố gắng nắm giữ Cái quyền chủ động Nói Tại khi đó thần chi tướng chết kỳ ngôn cũng tốt làm cũng không được hận ý của ta đối với người cũng không hề giảm một chút nào sau khi người khôi phục lại trí nhớ ta vẫn muốn hứa ứng cười nói muốn giết ta chứ gì <laughs> cái đứa nhỏ ngốc này còn ngây thơ như trước ha tiểu thiên tồn cứng họng nói không ra lời hắn biết hứa ứng khẳng định là không có thức tỉnh được ký ức của đệ nhất thế nhưng mà câu nói đứa nhỏ ngốc kia vẫn là đánh trúng tâm linh của hắn Trải qua trận chiến này, Hữu Nguyên Cung vẫn không có bao nhiêu chỗ hư hại. Ở bên ngoài không khí trong lành, có mai vàng đua nở, mang theo một chút hương thơm. Tiểu Thiên Tôn nhìn hư ứng, cố gắng giải ra thân thể. Suy nghĩ một chút, liền không có tiếp tục dây dưa ở trong đề tài vừa rồi. Hỏi. Như vậy, sau khi ta chết, sư phụ thật sự là có tính toán cắt da mặt của ta, luyện thành pháp bảo của Na Sư hay không hả? Ha? không có hứa ứng nghiêm mặt nói tiểu thiên tôn trong lòng có một chút ấm áp nói sư phụ hắn là cắt xuống <laughs> lựa ngươi thôi hứa ứng cười nói lúc ta định cắt mặt thì lương hồi quyền nữ tới nói là ngươi còn có thể cứu được liền ta không có cắt nếu mà nếu mà ngài đến trễ nửa bước ta sẽ cắt mặt của ngươi tiểu thiên tôn cười nói <cười> ta biết sư phụ sẽ làm như vậy mà tuy hắn nói như thế nhưng mà trong lòng vẫn có một chút chua sót hứa ứng tiếp tục hoạt động thân thể sẽ lại tự mình nói Lương hồi quyền nữ nếu mà không đến ta liền sẽ cắt mặt của ngươi đem kinh tinh khí thần của ngươi luyện gì trong mặt nạ chế thành mặt nạ của tiểu thiên tôn từ đó về sau liền không có hứa ứng nữa chỉ có tiểu thiên tôn thôi ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn sống sót Kể thành một tiểu thiên tôn du địch tất cả mọi người sẽ không biết người đã chết bọn họ sẽ chỉ biết được có một cái tên hứa ứng đã chết rồi tâm linh của tiểu thiên tôn rất là xúc động vành mắt đỏ lên xây mặt sang một bên hứa ứng cười nói <cười> nhưng mà cũng may lương hồi quyền nữa đã tới nói người còn có thể cứu được hắn nhận thấy được tiểu thiên tôn như là rơi lệ vội vàng chuyển đề tài nói <laughs> Nếu đến cũng kỳ quái ha Cảnh giới của ta làm sao Mà có mấy cái giống như là mới vậy Hình như là chưa có bao giờ mở ra Tiểu Thiên Tôn ổn định là đạo tâm Nói Người thiếu lợi một chút nữa là bị sâu ăn sạch sẽ Cũng may là trong giao trì của ngươi Có rất là nhiều giao trì tiên thủy Mấy cái tiên thủy này để cứu mạng ngươi khôi phục lại cảnh giới của ngươi Mấy cái tiên trùng kia rất là hung mảnh Nếu không phải là ta kịp thời từ trong luân hồi tính lại thì tổ đình chỉ sợ là cũng bị con sâu này Ăn không còn một mảnh rồi Hứa ứng không biết tình cảnh lúc đó của mình Hung hiểm như thế nào Mấy cái con sâu kia Gậm sạch cảnh giới của hắn Lại xâm nhập vào lục bí của hắn Gậm đến phá vỡ lục đại động thiên Khi mà côn trùng ăn đến Tạp nhị trọng lâu của hắn Thì ngay cả nguyên thần của hắn cũng đã bị cắn nát Chỉ vì bắt diệt chân linh của hắn Cắn không nổi Không ngừng phục hồi lại thân thể như cũ cho nên lần này không có bị côn trùng hoàn toàn ăn thịt. Tiểu Thiên Tôn lấy ra phong ấn tiên trùng trả lại cho hứa ứng. Hứa ứng đánh giá một cái, liền biết Tiểu Thiên Tôn vận dụng chính là phong ấn bốn chữ. Linh ngữ, hữu ngữ, trấn áp tiên trùng. Tiểu Thiên Tôn đã giúp hứa ứng cởi bỏ phong ấn bốn chữ, linh ngữ, hữu ngữ của bản thân. Hứa ứng cũng bởi vì vậy mà biết được biện pháp cởi bỏ phong ấn tiên trùng, chỉ là không có đồng thủ. Hắn đánh giá tiên trùng trong phong ấn Nhưng thấy tiên trùng vẫn còn cái bộ dáng trước kia Chỉ là lớn hơn rất nhiều Hơn nữa càng thêm hung ác Ai đã thả trùng da ra? Hứa ứng tò mò hỏi Chỉ tiên tồn nói Ngưu thất gia Nói là khi đối phó với nạp lan đô Không địch lại được đối phương Vì vậy đã dưới sự mê quạt của trùng gia Liền thả trùng gia ra Hứa ứng lắc đầu Nói Hừ, Hai cái tên này thiếu một chút nữa đã gây đại quả rồi khó tránh vừa rồi sau khi đi đến thăm ta liền chạy mất tiêu thì ra là lo lắng ta tìm bọn họ thu hậu tính sổ đây mà cái con tiên trùng này hắn không dám tiếp tục giao cho quan thất bảo quản nữa vì vậy chính mình thu vào trong khu vực hy di hiểu thiên tôn trần chờ một chút lấy hết dũng khí nói lão sư sau này ngươi có thể đừng động một chút để kết bái nữa không vậy người 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 ăn năn đi Hứa ứng miễn là khó khăn gật đầu Tiểu Thiên Tôn kiểm tra thương thế của hắn Chỉ thấy hứa ứng tuy rằng không có đạo thương Nhưng mà các loại tiểu thương khác trong cơ thể đều đã rất nhiều Nhất là thương thế của lục đại bí tàng Càng khó giải quyết Không biết nên khôi phục lục bí như thế nào Tiểu Thiên Tôn nhíu mày Suy nghĩ về phương pháp cứu vớt Nghĩ trái như phải Cắn răng nói Nếu mà nếu mà lão sư cảm thấy chỉnh đốn lại thân thể hiện giờ quá là phiền tối có thể trực tiếp chém đi thân thể lại tạo ra một cổ thân thể mới tu luyện lại từ đầu có lẽ nó sẽ đơn giản hơn một chút đấy hứa ứng bắt đầu lắc đầu bật cười, <cười> ta cũng không phải là rau hẹ cắt một cọng còn có thể mọc thêm một cọng nữa hả tiểu thiên tôn chầm mặc một lát thăm dò nói nói công chừng thật sự là có thể mọc ra đó người sao không thử xem Hắn còn có một câu chưa nói Hắn đã tận mắt thấy được trong bất diệt chân linh Đã mọc ra một hứa ứng Hứa ứng cười nói <cười> Nguyên thần của ta vẫn còn Chỉ là mấy cảnh giới thôi Luyện trở về đơn giản hơn Hứa ứng thử thôi động nguyên khí Nguyên khí cũng không cách nào vận chuyển được Tự nhiên là những cảnh giới kia Chưa bao giờ luyện qua Đã bị khóa lại không hề quán thông Hứa ứng ồ một tiếng Hắn có thể cảm nhận được nguyên thần của mình hết lần này đến lần khác vận dụng không được mà điều động lục bí lực cũng trở nên cực kỳ khó khăn lục đại động thiên tổn thương quá lớn đã không thể nào vận chuyển nữa rồi ánh mắt tiểu thiên tôn chớp động nói sư phụ đệ tử có thể bảo trụ trí nhớ của sư phụ không bằng đem thân thể hiện giờ các hứa ứng tức giận nói nghiệt độ rõ đàn chính người muốn giết sư hả Tiểu Thiên Tôn kinh ngạc nói Dù sao vẫn còn có thể dạy thêm Hứa ứng Hít một hơi thật dài Thúc giục chiến thần bắt pháp Điều động khí quyết võ đạo Cả người nóng hôi hổi Lấy nguyên khí võ đạo để xông qua Lúc đầu Thân thể của hắn không có lực lượng gì Nhưng theo hắn tu luyện Nguyên cước dần dần sinh phong Lực đạo lại càng ngày càng cương mảnh Luyện hơn 10 lần thì nguyên khí trong cơ thể của hứa ứng Dần dần được tràn đầy ngũ khí kiều nguyên trong cơ thể đã là nguyên khí chống rỗng mãnh liệt phá vỡ vĩ lư truyền quan trèo lên thiên sơn lâm đến thiên hạ nhất trọng thiên không ngừng leo lên hứa ứng luyện đến trăm lần thì ký khuyến cũng đã cực kỳ hùng hồn thủy hỏa giao luyện đúc đỉnh thành đan quyền cứu của hắn uy lực càng lúc càng lớn ký khuyến giống như là cái thác treo ở trong thiên địa cùng với tử khí của tử vi tàn cảnh hòa lẫn vào nhau để cho đến khi đang thành mà phá giáp cốt huyền quan thì hứa ứng cũng đã mồ hôi như là tương sau giáp cốt chính là trọng lâu kỳ cũng chính là cảnh giới mà trước khi hứa ứng bị trọng thương bắt qua hứa ứng ở cửa ải này lại ngừng lại hắn vẫn công cảm nhận được lục bí động thiên có bất kỳ dấu hiệu khôi phục nào nếu như là lục bí không cách nào khôi phục hắn cũng chỉ có thể chạm lục bí động thiên tu luyện lục bí tổ pháp từ đầu là được bất quá cần hắn không thể luyện thành nguyên thần nếu như đột phá đến trọng lâu kỳ võ đạo kim đan của hắn chỉ sợ sẽ cùng với nguyên thần tương thích khi đó muốn mở thêm lục bí động thiên liền khó như là trên trời Hứa ứng kẻ như mày trùng tu lục bí động thiên lục bí tổ pháp hắn tự nghĩ ra mình tuyệt đối sẽ không kém được nhưng mà trùng tu động thiên Hắn định là không cường đại như là bốn tòa động thiên mà mình lưu lại ở kiếp thứ nhất Muốn đạt đến trình độ kiếp thứ nhất Chỉ sợ hắn cần tu luyện đến cảnh giới để nhất kiếp mới có thể làm được Nhưng mà nếu không trùng tu Thì lục bí động thiên nên tu bổ như thế nào đây? Đã kết thúc tập 115 của bộ truyện Cảm ơn các bạn đã theo dõi Nếu các bạn thấy hay Hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha Hẹn gặp lại các bạn ở tập 116 của bộ truyện Chạch Nhật Phi thân của tác giả Cạch Chư nhé.